Kính chào quý khán giả phố Cosa TV, bên cạnh chúng tôi là anh Bùi Mạnh Cường. Quý vị đã biết anh Bùi Mạnh Cường là một trong những người đã từng liên hệ gắn bó với cựu dân biểu Trần Thế Văn trên 6 năm qua. Kế bên là anh Nguyễn Phương Hùng, một trong những người ký giả rất là thân thuộc trong cái cộng đồng người Việt tại miền Nam California. Và kế bên một người chắc là mùa Noel đã qua nhưng mà anh Tổng Thư ký Etcetera vẫn còn trong cái áo đỏ, còn tôi Đoàn Trọng và cái người quay phim là anh Vũ Văn Tân, tự nhiên là họa sĩ Lao. Sở dĩ chúng tôi có mặt hôm nay để nói chuyện với anh Bùi Mạnh Cường là như quý vị đã biết, hôm qua trên các trang mạng đã có những bài của cục phi công Lý Tống và cũng như là của ký giả Nguyễn Phương, và cũng như phố Bosa TV có một clip video được quay tại San Jose. Đó là cái lý do mà chúng tôi có mặt anh Bùi Mạnh Cường. Đây không phải là một cái cuộc tranh cãi debate, mà đây chỉ là một cái vấn đề bày tỏ tất cả những gì mà những người có liên quan muốn nói lên tiếng nói sự thật. Năm cũ đã qua, sắp qua và năm mới bước đến, quý vị tự đánh giá và nhận định tất cả những gì về những nhân vật liên quan đến trong những sự kiện cuối năm ngày hôm nay. Kính chào quý khán giả, và đây là anh Bùi Mạnh Cường. Chào anh Bùi Mạnh Cường. Dạ, thưa chào các anh ở trong tờ Việt Weekly cũng như đài TV phố Bonsa, và thân chào quý vị thính giả khán giả của đài. Năm mới sắp đến, chúng tôi xin có lời kính chúc tất cả quý vị an khang thịnh vượng. Theo cái lời của anh Lý Tống qua cái cuộc phỏng vấn anh Đoàn Trọng trên San Jose, thì là tóm tắt lại thì anh Đoàn Trọng có thể cho biết rằng cái nội dung một cách ngắn gọn, cái điều gì đã đưa ra và khiến cho hôm nay chúng ta có một cái cuộc trao đổi thêm để tìm hiểu thêm cái sự việc. Trên tất cả trang mạng hôm nay đã có bài của anh Lý Tống dài đến 28 trang, và có hai bài tôi đã nhận được từ ký giả Nguyên Phương. Thế bây giờ muốn hỏi anh Bùi Mạnh Cường, ký giả Nguyên Phương có liên hệ gì đến anh không? Nguyên Phương là một bút hiệu của cái nhóm anh em viết tin của chúng tôi. Trong Nguyên Phương không phải là một người viết, mà trong đó có rất là nhiều người viết. Thí dụ một bài viết ra có 4-5 người, mỗi người viết một đoạn, nó gọp thành một bài để mà nó trở thành một cái bài, thì cái bài đó được mang tên là của người Nguyên Phương. Cái đó nó là một hình thức như vậy. Thế những cái tin tức mà trong qua những cái bài của anh Nguyên Phương viết á, thì anh với lại dân biểu Trần Thế Văn có sự giúp đỡ đưa những cả những cái tin tức gì để cho nắm được, biết được cụ thể rõ ràng không, thưa anh? Cái điều đó có không anh? Dạ thưa, điều đó chắc chắn có. Những cái bài đó là thứ nhất là nó phải phản ánh cái sự thật, nó phải đưa đến một cái vấn đề thực tế và những công việc, thí dụ như là anh vấn đề giải cứu cho anh Lý Tống, nó phải có được một cách công khai hóa, chứ không nó không phải đây là một cái chuyện mà chúng tôi bày đặt ra. Và cái chuyện này á, nó đã cái chuyện mà anh Lý Tống anh ấy muốn trình bày á, nó đã xảy ra khoảng 6 năm nay rồi. Cái 6 năm nay rồi thì là mọi chuyện đều vui vẻ hết, mà tại sao tôi không hiểu cái động lực nào đã khiến anh Lý Tống anh ấy lại đưa ra cái vấn đề đúng vào cái thời điểm mà anh ấy sửa soạn, anh ấy có một cái phiên tòa mà có thể đưa đến một cái sự tù tội cho anh ấy, cho vào tháng tới. Thế thưa anh Bùi Mạnh Cường, đến cái lúc mà anh đang nói chuyện với phố Bosa TV của chúng tôi, dưới cái tầm nhìn của anh, mà cách đây bao lâu thì cộng đồng người Việt cũng một số rất lớn là nhìn nhận, thế anh Lý Tống có còn là anh hùng, có còn là một người bình thường, hay là bị vướng mắc tâm thần gì không, thưa anh Bùi Mạnh Cường? Thứ nhất là 6 năm về trước khi chúng tôi tiếp xúc với anh Lý Tống ở bên Thái Lan á, thì tôi cũng đã có cái lời nhận xét đồng thuận với những cái người ký giả bạn của tôi làm việc ở bên Thái Lan, là được biết anh Lý Tống có một cái tâm lý không thăng bằng, và cái lý suy nghĩ của anh nó khác với những cái suy nghĩ của những người bình thường. Và những cái suy nghĩ đó của anh ấy, nó thể hiện qua cái vấn đề mà anh ấy có nhiều luật sư biện hộ cho anh ấy đuổi hết, và anh ấy tự biện hộ lấy. Cuối cùng thì là thay vì tù 1-2 năm thì anh ấy đã tù gần 7 năm. Thì cái đó là cái điều tôi không hiểu. Cái đó là một cái sự, theo ý của tôi, đó là một cái sự bất thường mà hiếm có ở trong những người bình thường khác. Thế mà nếu anh nhận định một con người mất bình thường như vậy á,
thì tại sao anh có muốn dành thời giờ để mà tiếp xúc với là trả lời với một người mất bình thường như theo cái tầm nhìn của anh, hay là đó là những cái lý do anh viện vào để anh nói rằng là có những cái lý do đó không đúng sự thật? Không, thật sự mà nói thì là tôi đã nói đối với một người mà ở trong cái thư, phải nói với quý vị trước như thế này, cái việc này á, nó đã xảy ra cả tháng nay rồi chứ không phải là mới đây, mà chúng tôi trong anh em chúng tôi đã làm việc với ông Lý Tống cả tháng nay rồi, mà chúng tôi đã có biện minh, có giải thích cho anh đủ mọi việc. Tuy nhiên ông Lý Tống vẫn là người không thể hiểu được những cái điều thật là căn bản. Thành ra chúng tôi đối với người tôi trong cái thơ mà tôi gửi ra là tôi nói là chúng tôi không chấp những cái người bình thường không bình thường, chúng tôi không có muốn đối mặt và chúng tôi cũng không muốn làm cái gì hại tới thanh danh hay là uy tín của anh ấy cả. Tuy nhiên nếu được trường hợp mà anh ấy muốn đưa cái vấn đề ra public thì chúng tôi sẵn sàng trả lời. Trong cái bài viết của ông Lý Tống cũng như là phỏng vấn với Vũ Quốc Ly thì ông Lý Tống có đưa ra cái số tiền 18.400 là cái số tiền theo thỏa thuận, mặc dù không có giấy tờ nhưng cái sự đồng thuận của ông phía ông Trần Thái Văn là lo cho Lý Tống cái vụ lobby cho vấn đề ở Quốc hội. Thì cái số tiền 18.400 đó anh có thể giải thích về phía anh cái số tiền nó có đúng không, và tại sao nó lại số tiền này và nó được chi trả trong những cái vai trò cái công việc như thế nào? Thành thật mà nói đó, anh Lý Tống anh không có một cái điều kiện nào đối với chúng tôi. Và một cái thứ hai nữa đó, khi dân biểu Trần Thế Văn làm công việc này đó, không bao giờ có một cái điều kiện, không ai có thể đặt một cái điều kiện nào với dân biểu Trần Thế Văn để mà làm công việc, vì những điều đó là sai với nguyên tắc căn bản của một người dân cử. Một điều thứ hai nữa đó là chúng tôi không biết là nó phải tốn là bao nhiêu tiền. Tuy nhiên hôm qua tôi có nói chuyện với anh Đoàn Trọng, tôi có nói chuyện với anh Nguyễn Phương Hùng, hỏi một câu rất là căn bản: anh Phương Hùng và anh Đoàn Trọng lên San Jose đi, có phải anh tự nhiên anh đi, anh bỏ tiền túi anh đi hay không? Thì cả hai anh trả lời bảo không. Có nghĩa là khi anh làm một công việc gì thì anh đã bỏ thời gian ra, thì người khác phải tạo cái phương tiện cho cái người để làm việc đó. Thì cái số tiền đó là chỉ để tạo cái phương tiện để cho cái phái đoàn gồm có 4-5 người làm việc từ Hoa Thịnh Đốn cho tới Thái Lan, đi Hoa Thịnh Đốn 2 lần và đi Thái Lan 2 lần, thì cái số tiền đó, nó có thể lên tới cái số tiền đó. Mà tới bây giờ đây đó, nếu các anh ấy đặt cái điều kiện đó đó, tại sao anh không đặt khi chúng tôi ở bên Thái Lan? Tại sao anh không đặt khi anh mới ở tù ra đây? Mà 6 năm sau giờ này mới đặt thì các chuyện đó là, thứ nhất là về phương diện pháp lý đó, chẳng có giấy tờ gì cả. Về phương diện thời gian á, chuyện gì nó cũng chỉ xảy ra trong vòng 2-3 năm thì giải quyết được, không giải quyết thì thôi, chứ đâu có đợi tới 6 năm. Thành ra nó có một cái lý lẽ mà chúng tôi có thể thẳng nói là anh ấy định bắt chẹt tiếng danh từ của dân biểu Văn, nói là anh ấy blackmail dân biểu Trần Thái Văn trong chuyện này. Thì mà khi mà đối với chúng tôi là những người thiện nguyện để giúp cho con cá Lý Tống thoát khỏi cái thớt, tới giờ đây thì anh đã không cảm ơn chúng tôi, không đòi hỏi cái đó. Trong 6 năm qua các anh thấy chúng tôi im lặng hoàn toàn. Bây giờ anh đặt ra vấn đề như vậy, tôi nghĩ là anh Vũ Lý Tống phải thẳng thắn mà nói anh là người vô ơn và có cái suy nghĩ không có đứng đắn. Nhưng anh Lý Tống, như tôi đã nhận xét cùng nhận xét với nhiều người khác, anh ấy là người không có thăng bằng, thành chúng tôi không chấp anh ấy. Ông Hồ Thăng, những người thân tín của ông ấy, rất nhiều đoàn thể đến họp với dân biểu Trần Thái Văn rất nhiều lần, và những người là phải nói là năn nỉ dân biểu Trần Thái Văn, tại vì do là cái bản án anh Lý Tống, anh ấy muốn cãi thế nào thì cãi, nhưng cái bản án ấy là bản án không tặc mà anh ấy đã thi hành 6 năm rưỡi rồi. Thì bây giờ anh bảo là dân biểu Trần Thái Văn phải làm là cho anh trắng án được cái tội không tặc thì đâu có ai làm được điều đó. Chúng tôi cũng vừa đọc qua cái lá thư của ông Lý Tống, trong đó có cái bài viết ông Lý Tống, rồi có sự trả lời của ký giả Nguyên Phương.
rồi sau đó lại có một cái sự trả lời tiếp theo của ông Lý Tống. Trong đó, trong xuyên suốt cái bài viết, ông Lý Tống nhắc lại rất nhiều lần là ông muốn đòi lại số tiền 18.400. Lý do là vì ông nói rằng là cựu dân biểu Trần Thái Văn đã bội ước với ông trong cái vấn đề là có hứa rằng là sẽ đưa cho ông đi nói chuyện gọi là tường trình ở Quốc hội một cách rất dễ dàng, và ông gạch dưới cái điều đó rất nhiều lần. Thì xin ông Bùi Mạnh Cường cho biết rằng là cái điều hứa của ông Trần Thái Văn có hứa với ông Lý Tống là sẽ đưa cho ông đi điều trần tại Quốc hội một cách dễ dàng hay không, mà nếu không tức là ông Lý Tống bịa đặt ra cái điều này. Thứ nhất là tôi nói là ông Lý Tống không phải là người bình thường. Tại ông ấy nhớ gà ra vịt. Nếu anh có cơ hội anh đọc cái bài báo, bài tường trình mà ông Nguyên Phương viết ở trong cái mục trang Đất nước và Con người của Lê Minh Đát US á, anh vô trong đó như anh nhìn thấy. Ở trong đó thì là cái điều mà nói ra đó là ông Paul là cái người Mỹ mà ông là phụ tá của ông dân biểu Dana Rocker đó. Ông ấy nói rằng nếu anh có nhân chứng về vấn đề đó thì chúng tôi có thể set up để cho cái buổi tường trình, buổi điều trần tại Quốc hội để có thể giúp anh, mà giúp trên cái phương diện nhân đạo, giúp trên cái phương diện là không để một người công dân Mỹ bị trục xuất về Việt Nam, chứ không phải là cái lời nói của dân biểu Trần Thái Văn. Và cái điều đó thì chúng tôi nó vẫn còn nằm ở trong đây này, nó vẫn còn nằm ở trong cái bài báo mà chúng tôi đã viết ra ở đây, nó vẫn còn đây chứ nó không có chạy đi đâu cả. Thành ra đó, ông Lý Tống ông ấy nói không có sách mà mách không có chứng, mà ông cứ nghĩ ra là ông ấy nói. Và cái khổ tâm của chúng tôi và những người đã làm việc ông Lý Tống là ông ấy nghĩ rằng là ông ấy lái máy bay, ông giải chuyển đơn rồi ông ấy biết tất cả luật, ông ấy tự cãi từ 1-2 năm tù cho tới thành sau ông trở thành 6 năm tù. Và cho ông đã phai 3-4 lần luật sư rồi. Lần đây đấy đó là qua cái cuộc phỏng vấn của ông anh Đoàn Trọng thì ông luật sư Tâm cũng đã nói là ông ấy không phân biệt được là cái hành động chính trị với hành động phạm pháp nó khác biệt nhau thế nào. Mặc dù là cái hành động đó là hành động chính trị, nhưng mà khi anh phạm pháp là người ta xử anh phạm pháp chứ không phải xử theo các cái hành động chính trị. Thành ra mà cho tới giờ phút này thì mọi người đều nói với ông Tống, ông không chịu nghe, ông cứ nhất quyết là hành động chính trị là nó có thể tha thứ được tất cả mọi việc. Điều đó là điều mà rất là sai lầm rất lớn trong cuộc đời của ông Lý Tống. Ông Lý Tống trả lời vị Quốc Ly cho biết là trong những chuyến thăm ông Lý Tống tại trại giam ở Thái Lan năm 2006, trong đó có 2005 thưa anh. Vâng, ông Lý Tống nói 2006 thì anh có rách lại 2005. Vâng. Ông Lý Tống nói rằng trong đó có sự hiện diện của ba người, ông Trần Thái Văn, một ông phụ tá người Mỹ hay gì đó, và trong đó có anh Bùi Mạnh Cường, có thu hình 2 tiếng đồng hồ một cái tài liệu. Và theo lời Lý Tống nói rằng cái tài liệu đó ông Trần Thái Văn không công bố, mặc dù ông Lý Tống có yêu cầu cái chuyện đó và chỉ sử dụng một số hình ảnh có lợi cho anh Trần Thái Văn mà thôi. Thì chúng tôi có hỏi rằng ông Lý Tống tại sao lại anh nghĩ rằng không có lợi cho anh. Ông Lý Tống nói rằng trong đó tôi đã nói rất nhiều những cái nguyện vọng của tôi với ông Trần Thái Văn được ghi trong cái cuốn thép đó. Và ông Lý Tống có nói rằng ông đã yêu cầu 4 lần, trong đó có anh nữa, và bên phía quý vị đã delay không cung ứng lại cái copy đó, và gần đây nhất thì bên kia nó là không có cái tài liệu đó. Thì xin anh cho biết cái lời Lý Tống nói như vậy nó có đúng hay không?